Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu hành an nhẫn ba la mật đa, dùng tác ý tương ương trí nhất thiết trí mà tu học an nhẫn thì đại bồ tát ấy thậm chí vì nhân duyên bảo vệ sự sống của mình cũng chẳng phát khỏi một niệm sân nhuế lời nói thô ác và tâm oán hận báo thù đại bồ tát ấy giả sử có người đến muốn giết hại thân mạng cướp đoạt tài sản xâm phạm thê thiếp láo khoét dối trá ly dán thân hữu nhục mạ thô tục diễu cợt bôi nhọ hoặc đập hoặc đánh hoặc cắt hoặc dứt hoặc làm nhiều việc chẳng phải việc lợi ích thì đối với hữu tình kia hoàn toàn không phẫn hận chỉ muốn làm cho kẻ ấy lợi ích an lạc vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy quán tất cả Pháp tự tướng đều không, không khỏi, không thành, không chuyển, không diệt. Nhập các Pháp tướng, biết tất cả Pháp vô tác, vô năng, nhập các hành tướng. Đại Bồ Tát ấy thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, luôn luôn tăng trưởng thiện căn thủ thắng. Do thiện căn thủ thắng thường tăng trưởng, nên có thể hành an nhẫn ba la mật đa. Thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, tuy hành an nhẫn nhưng chẳng mong cầu đắc quả nhẫn đó là chẳng tham trước cảnh giới khả ái do nhẫn mà được cũng chẳng tham cầu quả báo tốt đẹp trong sanh tử do nhẫn mà được chỉ vì cứu hộ những kẻ không người cứu hộ và muốn giải thoát những người chưa giải thoát mà tu hành an nhẫn ba la mật đa lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát từ khi mới phát tâm tu hành tinh tấn ba la mật đa dùng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí phát khỏi tránh cần mang giác kiên cố dõng mãnh không khiết nhược xa đìa tâm giải đãi lười biếng thì đại bồ tát ấy vì cầu quả vị giác ngộ cao tột dõng mãnh tránh cần chẳng sợ các khổ cũng thường phương tiện ngăn chặn chế phục đó là đối với cái khổ của người khổ của a tố lạc khổ của quỷ giới, khổ của bàng danh, khổ của địa ngục và các cái khổ khác đều chẳng khiếp sợ. Cũng thường phương tiện ngăn chặn chế phục, siêng tu thiện pháp thường không lười bỏ, vì sao này thiện hiện, vì đại Bồ Tát ấy quán tất cả pháp tự tướng đều không, không khởi, không thành, không chuyển, không diệt, nhập các pháp tướng, biết tất cả pháp vô tác, vô năng, nhập các hành tướng, đại Bồ Tát ấy thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, luôn luôn tăng trưởng thiện căn thủ thắng, do thiện căn thủ thắng thường tăng trưởng, nên có thể hành tinh tấn ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, tuy hành tinh tấn nhưng chẳng mong cầu đắc quả của sự tinh tấn, đó là chẳng tham trước các cảnh giới khả ái do tinh cần mà được, cũng chẳng tham cầu quả báo tốt đẹp trong sanh tử do tinh cần mà được, chỉ vì cứu hộ những kẻ không người cứu hộ và muốn giải thoát những người chưa giải thoát mà tu hành tinh tấn ba la mật đa.